mình cho các bạn kiểm tra xem là một bộ đồ của nó gồm những cái gì nhá. Một là máy đo huyết áp này, một là cái đo bắp tay này, được ở trong túi này. Một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nhé, một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nhé các bạn nhé. Hai đôi pin để lắp nhé, không kèm theo sạc nhé. Cái sạc này là bạn lấy sạc điện thoại bạn bạn ra bạn sạc nhé. Đây là cái bao đựng của cái máy huyết áp nhé. Huyết áp của mình khá cao thì là mình có mách các bạn luôn, các bạn nên tìm cái rễ cây bồ công anh nhé. Cái rễ cây bồ công anh các bạn mua, nên mua rễ tươi nhé, xong về các bạn phơi khô nhé, xong là các bạn cho vào cái phích nước nóng ấy, hoặc là cái cách đun nước ấy, các bạn đun sôi đi, đun sôi xong rồi các bạn để cắm ở đấy 24/24 ấy, lúc nào khát nước mà bạn cứ rót ra bạn để nguội bạn uống nhé. Uống như uống nước chè đấy, tức là cái huyết áp của mình nó sẽ ổn định dần nhé. Trước của mình huyết áp của mình nó rất cao cơ, các bạn thấy không? Trước của mình còn trên 80 cơ.